Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, mình đang có mặt ở nhà vườn Đạt Nhung, điểm bán cây giống chất lượng, có địa chỉ tại khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cây mít hạt. Đây là mít hạt mà là giống mít xa xưa, giống mít cổ truyền ấy, vẫn là nhiều khách thích cái giống mít này và hỏi rất là nhiều. Và mít thì thuộc loại cây thân gỗ nhỡ, cao từ 8 đến 15 mét. Cây mít hạt này sẽ ra quả sau 3 năm tuổi. Nó sẽ ra quả lâu hơn là mít ghép. Mít ghép thì sẽ ra quả sau tầm 18 tháng đến 2 năm. Ví dụ như mít thái siêu sớm này, mít trái dài Malaysia, mít ruột đỏ, mít không hạt. Cây mít là một cái loại cây mà đem lại giá trị kinh tế của nó rất là cao. Từ gỗ của nó, thì thuộc nhóm gỗ quý và được sản xuất một số dụng cụ âm nhạc. Cây giống như thế này thì hiện tại đang cao tầm khoảng 1m2 đến 1m5 rồi. Cây rất là đẹp ạ. Các cái múi mít này thì nó chín, có thể ăn tươi, có vị rất là ngọt do hàm lượng đường như glucosa và fructosa cao, khoảng tầm 10 đến 15%. Ở Huế thì có món mít trộn với tôm, hành, nước mắm ăn kèm và bánh tráng nướng. Quả mít non thì có thể sử dụng như rau để nấu canh, kho với cá, xào với thịt, làm gỏi. Sơ mít thì có thể làm dưa muối, gọi là nhút. Món này làm từ sơ mít hoặc là từ quả mít xanh. Đó là đặc sản của vùng Nghệ An luôn. Hạt mít thì cũng được ăn và có giá trị dinh dưỡng nhất định. Hột có thể đem rang, luộc hoặc hấp. Trước khi ăn thì bóc cái lớp vỏ mỏng.